ăn theo những cái thực đơn keto hay ăn những thực đơn mà mọi người trên mạng nó cứ share share keto hàng ngày đó. Nhưng mà đối với chị những thứ đó thà nhịn chứ tôi không ăn được. Hello chị. Nhà em chị thấy sao, không khí tinh khiết quá, trong lành, thoải mái quá đúng không? Nên nãy giờ em thấy chị ngồi đọc sách rất là chăm chú luôn. Căn nhà này của em chị có biết không, mục đích được xây dựng nên là để lắng nghe những câu chuyện rất là truyền động lực, truyền cảm hứng, giúp cho người ta có một cuộc sống và chất lượng tốt hơn và bản thân mình sẽ xinh đẹp hơn. Và một trong những người đó, người đầu tiên em nghĩ đến là chị Phan Như Thảo. Thật sự bởi vì cái con đường của chị Thảo nó có một cái gì nó khá tương đồng với em, mặc dù là chị đẹp hơn em rất là nhiều. Dạ em trẻ hơn chị là đủ rồi. Xong rồi chị vào nghề cũng trước em nữa. Rồi hồi nhỏ em coi rất là nhiều bộ phim của chị Thảo đóng. Dạ nó sợ như cái câu là hồi nhỏ em coi chị đóng phim, nghĩa là lúc mà chị lớn đóng phim em coi đấy. Nhưng mà không sao, mình vẫn mãi mãi tuổi 18. Thì em thấy con đường của chị em nó có một cái điểm tương đồng là xuất thân từ một diễn viên nè, mình cũng đã từng là một cô gái rất là xinh đẹp và có một cái sự nghiệp khá là thành công, xong sau đó là mình gác lại, mình đi lấy chồng, sinh con và mình tăng cân lên, xong sau đó mình lại lấy lại vóc dáng của mình. Thì hôm nay em rất là muốn lắng nghe những chia sẻ của chị Thảo về cả một cái quá trình rất dài đó. Nhưng mà chị không phải là một người giỏi tới mức độ mà vừa sinh xong cái khác liền, hoặc là vừa sinh xong cái thay đổi liền. Chị phải tốn rất là nhiều thời gian. Như mọi người nói chị là phải là tốn 7 năm hả? Để có thể giảm cân được mà. Cho nên chị không phải là một cái người tràn đầy kinh nghiệm hay giỏi giang gì giống chị này đâu. Chị giỏi dữ lắm luôn á. Nhưng mà chị sẽ cố gắng. Vậy thì em muốn hỏi chị một tí về trong cái quá trình mà chị mang thai. Như em nè, trong lúc em mang thai cũng tăng lên 90kg đó. Trước khi sinh lại bao nhiêu ký? Trước khi sinh thì em có tầm 49-50 à. Là lên gần 40kg hả? Dạ đúng rồi. Rồi có bị tiểu đường hay gì không? Không, em thì em trộm biết em không bị tiểu đường thai kỳ. Nhưng mà khi em tăng cân như vậy có nghĩa là không phải là em bị mất kiểm soát, mà tâm lý của em là không sao đâu, rồi mình sẽ ốm lại thôi. Rồi em ăn cái gì mà lên được 40kg? Ăn nhiều lắm chị, em ăn một lần là 3 hộp cơm tấm và... Vậy hả? Dạ em bị thêm một cái kiểu gọi là ngán thèm ăn. Bao cơm tấm dạ lắm. Đúng rồi, em cứ cảm giác là ăn rất ngon. Thì em đang muốn hỏi chị là lý do tại sao chị tăng cân. Không, chị không ăn chị không có uống sữa bà bầu luôn. Chị không ăn tinh bột, chị không ăn đường, không ăn ngọt. Nhưng mà chị vẫn lên cân, chị lên khoảng chừng 35kg. Chị nghĩ chị lên cân là vì do cái lúc mà mình còn đang hoạt động nghệ thuật ý, là chị lúc mà làm model chị không ăn uống gì hết, chị ăn rất là kiêng khem rồi. Lúc đó là chị giống như chị ăn rau thôi. Cho nên khi mình có bầu mình bắt đầu mình dừng tập thể thao, mình không tập nữa tại mình đang có baby mà. Cái thứ hai là sau khi mình có bầu mình bắt đầu ăn thịt, ăn protein, ăn những cái đồ tốt cho em bé, thì là có ăn vô người. Hậu quả của việc 10 năm kiêng khem, bắt đầu ăn ít chút xíu bằng 1/10 bầu khác thôi vẫn mập. Đó là chị không có thích ăn ngọt. Chị thích đồ mặn thôi, chị kén ăn lắm, chị khó ăn lắm. Đồ ăn mà không ngon chị sẽ nóng giận, chị sẽ bực mình đi. Cho nên là ví dụ như chị ăn tối mà đồ ăn mà chồng chị nấu bay ra mà không có vừa ý chị là chị sẽ không ăn. Mà vẫn tăng cân. Nếu mà như vậy thì là cái quá trình tăng cân đó, nó nằm ngoài cái mong muốn của chị rồi. Thì có bao giờ chị cảm thấy là mình buồn vì cái ngoại hình của mình nó quá khác so với mình ngày xưa không? Không. Tại dù gì mình vẫn là một model mà. Vấn đề là chị không thấy chị mập, chị vẫn thấy chị đẹp. Lúc mình mang bầu á thì mình to ơi là to mà xong rồi. Mình nghĩ rằng rất là bình thường, ai có bầu to rồi. Thì có một số chị á, chị sanh phải 3-4 đứa con, chị bảo là mày mà mập như thế là mày sẽ không xuống được đâu, hoặc là mày mập như thế là nứt người hết đó. Mà chị bỏ ngoài tai. Chị nghĩ có gì đâu, chưa bao giờ mình mập hết. Mình là người ốm mà thì chắc chắn là mình sanh con mình sẽ tự động nó ốm, là ông trời sẽ cho mình ốm, mình không cần phải làm gì hết. Mình sẽ tự ốm và tự đẹp. Vậy sau khi mà mình sanh baby xong rồi, đến bao giờ thì chị mới nhận thức được là hình như vóc dáng của tôi đang thay đổi nha, đang khác, và tâm lý của mình có một chút ảnh hưởng nhẹ bởi vì cái điều đó. Chị chỉ thấy rằng là tất nhiên mình sanh con rồi thì mình sẽ không thể nào như hồi lúc còn con gái chưa sinh con được. Đó, rồi thứ hai là thì cũng có bập lên chút xíu mà có sao đâu, vẫn đẹp mà, đâu có vấn đề gì đâu. Cái thứ ba là từ lúc sinh xong tới 2 tuổi, lúc đó đang cho con bú mà phải ăn. Mà quan trọng là có một cái rất là hay là mỗi lần nó bú xong là mình đói bụng, xong mình ăn vô mình tạo sữa, cái nó hút hết rồi mình đói, là cứ thế mình cứ ăn. Ăn để cho em bé nó có sữa, mà em bé là dư giả sữa luôn đó chị, là sữa dư tới mức độ chị cho tùm lum tùm la. Có một cái gọi là một cái tủ lạnh công nghiệp mà chữ sữa trong đó luôn á chị. Nhưng mà lúc đó không mập, lúc đó chưa mập đâu, lúc đó chỉ là tròn trịa sao xanh thôi. Bắt đầu phì ra ú ra ú ơi là ú ra là lúc mà mình dừng.
không cho bú nữa. Không cho bú nữa. À, thì nó không có cái máy nào rút ra nữa hết, nhưng mà mình vẫn ăn cái lượng thức ăn đó, tại vì mình ăn nhiều mà, xong rồi tự giãn ra nè, ăn ngon nữa. Ủa, thì lúc đó nó bị mập. Đỉnh điểm là bao nhiêu cân chị? Chắc khoảng 86 cân. 86 cân là đỉnh điểm. 90. Rồi chị cảm thấy như thế nào? Chị cảm thấy cũng có hơi mập, rồi cũng có hơi ú, hơi khó lựa quần áo. Ví dụ như là khi mà mua quần áo sẽ không có size chẳng hạn. Chỉ có vấn đề với cái chuyện đó thôi, chị không có vấn đề với cái chuyện ngoại hình của chị hết á. Chị vẫn cảm thấy vui và vẫn cảm thấy tự tin về cái chuyện đó, như là bạn thấy chị không thấy chị vẫn cảm thấy mình đẹp đúng không? Chỉ là mình ý thức là hình như mình có tăng cân lên và mình tròn. Mình biết là mình ú, mình biết là mình rất là ú. Như ra đường người ta sẽ nhìn chị, người ta kêu trời làm sao lại như thế này, làm tại sao lại như vậy vợ, có sao không? Tại sao lại như vậy? Kiểu như vậy sẽ nghĩ trong bụng là sao hỏi kỳ vậy ta? Sao hỏi kỳ vậy ta? Sao em thấy vẫn ok mà em nhìn em trong gương, nhìn mặt em, nhìn mọi thứ em vẫn thấy em ok. Xong rồi em hỏi chồng em thì chồng em nói em cũng ok luôn. Thì tại sao mọi người có thể có một cái action giống như là khủng khiếp tới cỡ đó? Chị không thấy. Có thể là giai đoạn đầu mình cảm thấy vui vẻ đó, nhưng mà hồi nãy chị Thảo nói là 7 năm chị mới bắt đầu giảm cân thành công. Thì trong quá trình 7 năm đó, đến khi nào, lý do gì thì chị quyết tâm chị giảm cân? Thật ra thì có rất là nhiều người hỏi chị là sao giỏi quá vợ, chỗ giảm cân được hay quá vợ. Tao là tao nghĩ mày mập suốt đời rồi, mày là chắc biết béo phì suốt đời như thế này rồi, không bao giờ biết được đâu. Tại 7 năm thì nó cũng hơi lâu. Thành hóa thạch hết trơn, mở hóa thạch, nó không còn là mới nữa. Chị hay đùa nó là cái đó là nhờ trời cho, thiên thời địa lợi nhân hòa trời cho thôi. Thì động lực chị xuống ký là có một cái khắc, một cái thời điểm nào mà khiến sức khỏe thôi em. Chồng chị mới nói rằng là con thì nó còn nhỏ, anh thì anh lớn tuổi, em thì em cũng tiền béo phì rồi, vợ chồng mình mà lỡ mà có gì á em là... cũng tiền béo phì rồi hả? Trời là có gì là cũng mệt mỏi lắm. Xong chị nghĩ là ủa trời sợ thế, trời chết rồi, chỉ có ú thôi, ăn có nhiều thôi mà chết lượt luôn á, ăn nhiều mà cũng chết luôn á, ghê quá. Hay là thôi đừng ăn nữa. Nhờ dịch thì cũng không có đồ ăn, mà đồ ăn tủ lạnh trữ thì lại không muốn ăn, tại vì cái tính ăn khó đó chị, đồ mà đã trữ rồi đông lạnh đi mà nấu chị không muốn ăn, chị nhịn luôn. Chị nhịn được khoảng chừng tháng rưỡi thì chị xuống 5 kg. Mấy người bạn của chị nói là trời ơi, cuối cùng cũng xuống được kìa, hay là giờ kiếm người tập thể dục đi. Thì mình cũng nghe lời, mình cũng tập. Trời ơi, khủng khiếp lắm. Tại vì bạn bè chị cũng vòng vòng cũng sẽ có những chị là mua đồ hoặc là những chị là người mẫu. Lúc đó là Ngọc Trinh. Dạ. Ngọc Trinh nó thành lập một cái group. Nó bắt mỗi ngày ăn cái gì rồi. Tại vì kiểu trời ơi, bạn mình hồi xuống đẹp như vậy, mua đồ ba vòng vậy, sao tự nhiên bây giờ mày là để mày ra năng nổ kiểu như vậy mà không được. Đâu mày phải mới đâu. Mày phải như vậy. 7 năm rồi mà. Ngoài cái vấn đề là lựa quần lựa áo nó làm khó khăn, ngoài vấn đề ra thì có vấn đề nào khác để chị cảm thấy là sức khỏe của chị nó thay đổi không, hay là vẫn chưa thấy? Tại vì tăng cân hay tăng cân thì mình vẫn đi check sức khỏe mỗi 6 tháng một lần mà. Chị vẫn khám tổng quát bình thường. Thì lý do mình mập hoài, mình không có, mình ú hoài, mình dư cân hoài, mình không xuống được rồi, tại vì khám sức khỏe tổng quát mỗi 6 tháng mình vẫn bình thường. Bây giờ hiện tại là chị đang bao nhiêu ký? Chị đang khoảng 63, 64. Là chị giảm được khoảng tầm 20 mấy ký đúng không? Ừ. Trong bao lâu chị ha? Trong khoảng 9 tháng. 9 tháng 20 mấy ký. Vậy là nó cũng thuộc dạng nhanh rồi đó. Lý do gì chị vượt qua được những cái khó khăn trong quá trình giảm cân nó dễ dàng như vậy? Chị chỉ chọn những cái gì đó phù hợp với bản thân mình thôi. Ví dụ như mọi người giảm cân, mọi người sẽ ăn theo thực đơn. Ăn theo những cái thực đơn keto, hay ăn những thực đơn mà mọi người trên mạng nó cứ share hàng ngày đó. Nhưng mà đối với chị những cái thứ đó thà nhịn, chứ tôi không ăn được. Nên chị nhịn luôn. Chị nhịn luôn. Đây là chị ốm. Trời ơi, chị nhìn tới mức độ mà chị không có, chị chỉ ăn đúng một thứ duy nhất là cái yến mạch chị nấu với nước sôi. Nó lạc như là nước cháo trắng luôn. Chị chỉ ăn cái đó thôi. Tập thì hả, em biết 80 mấy ký mà nhúc nhích thở cũng mệt nữa. Trời đất ơi, chị nhớ lúc đó chị nghĩ trong bụng sao mình phải khổ dữ vậy ta, chỉ muốn nằm chơi thôi, không muốn tập. Nhịn ăn thì được, nhịn ăn nó dễ hơn là tập nhiều á. Tập nó có phải là người, tập nó giống như là muốn chết luôn, chắc chết luôn, không sống nổi nữa. Tập khủng khiếp lắm. Ít nhất là những cái đứa lười như chị, 7 năm trời rồi không có cơ hội, không chưa bao giờ xuống 1 gram nào hết, chỉ có đi lên thôi. Nhưng mà lần này nó có xuống, thì có nghĩa là có thể xuống được, thì thử được khoảng 2-3 tuần thấy ô xuống nè, nó đi rất là tốt, thì thôi làm luôn. Vậy thì giờ nếu như mà có một người phụ nữ nào đó hỏi chị là chia sẻ bí quyết cho họ để mà họ có thể mau xuống cân, bởi vì cái việc cân nặng của họ nó khiến họ bị trầm cảm với họ stress quá, thì chị sẽ khuyên như thế nào? Chị nghĩ rằng là mọi người chỉ có ngồi đó mà stress, xong rồi ngồi đó mà buồn, mà đau khổ, mà khóc lóc, thì mọi người sẽ mập hoài luôn. Sẽ không thay đổi được đâu. Trước tiên mọi người phải đứng dậy, tắt vô mặt đứa nào chửi mình trước đã. Phải xử lý với người đó trước. Phải vui vẻ đã.
mình phải yêu mình đã, xong mình yêu mình đủ rồi, mình bảo vệ bản thân, mình tự bảo vệ mình đủ rồi thì mình sẽ tự biết làm sao đó để cho mình thay đổi, mình tốt đẹp hơn thôi. Khi mọi người nhắn tin cho chị á, mọi người nói là mình đang khóc lóc mỗi một ngày nè, mình khổ lắm, mình mập quá, mình ú quá, ai cũng chê chi bai mình, cười chê mình á, nên mình không có dám ra đường, không gặp ai chẳng hạn, thì chị luôn nói là cái vấn đề là vấn đề của bạn á, tại vì bạn quá để ý người ta nói cái gì về bạn. Bạn lấy cái điều đó vô bạn tự tra tấn bạn. Còn nếu bạn không nghe thì không ai làm gì được bạn hết á. Và quan trọng là nếu như bạn không nghe, bạn không bị những lời ảnh hưởng thì bạn đã có thời gian hơn, có tâm trí hơn, có sự tập trung hơn để có thể giảm cân rồi, chứ không phải ngồi đó mà buồn gì đâu. Theo những gì chị kể nha, em thấy nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng lắm. Vậy thì trong cái quá trình mà chị giảm cân, nó có bao giờ có gặp một cái khó khăn gì đó mà làm chị nhớ đời luôn không? Tại vì chị rất là tích cực đó, cho nên khi chị kể cho em nghe em thấy nó dễ dàng lắm. Nó phải có những cái yếu tố ngược lại, là những cái tác dụng phụ, phải không? Giống như chị chẳng hạn là chị nhịn, chị xuống là nhanh và nhịn rất là nhiều thì chị sẽ bị đau bao tử. Chị sẽ bị rối loạn tiêu hóa rất là nặng. Nặng cái mức độ mà chị chịu đau rất là giỏi đó. Tất cả các thuốc bao tử mà mình có thể uống được, như là thuốc B, sữa, những cái thứ đó đó, là chị đã uống hết. Có những lúc uống 3-4 gói một lượt vẫn đau. Có đau lắm, có đi bệnh viện không? Xong rồi đi viện chứ sao, đi chú. Đi bệnh viện luôn. Có một lần xong 12 giờ khuya chị đau quá, chị không chịu được nữa. Mà lúc đó đang cách ly, em biết không, đâu có cho ra đường là phạt tiền mấy triệu gì đó. Thế là chị gọi tất cả các hãng taxi, không có xe nào nhận chị hết. Xong chị nhớ có một anh hỏi chị là sao đi bệnh viện giờ này. Em nói em không có, em chỉ đau bụng thôi, đau tử, anh chở em đi bệnh viện. Thế là anh chở chị tới bệnh viện, xong anh cũng sợ hãi chị lắm, ổng xịt đồ, ổng xong rồi nhập viện, rồi uống thuốc, rồi truyền nước, rồi test 100 thứ, rồi đi về thì người ta hẹn là phải quay lại kiểm tra, phải khám. Nhưng mà đợt đó đang dịch, thế chị đã chịu đựng cái chuyện đó thêm khoảng chừng 1.5 tháng nữa thì mới đi khám bệnh được. Là phải gây mê để truyền ống vô nội soi. Rồi tức mình là đó khá là nặng. Đã phải uống kháng sinh để điều trị khoảng chừng 3 tháng. Mà tất nhiên khi uống kháng sinh là bắt đầu phải ăn. Ăn lại. Ăn để có uống thuốc không thôi là không ăn, không nhịn được nữa là bắt đầu ăn lại đó. Căn bản chị, cô gái này là một người đã rất mạnh mẽ rồi, nên là em cảm thấy là bí quyết giảm cân của chị, một là tinh thần vui vẻ thoải mái, hai là bệnh nha. Bí quyết nha, là bí quyết sai trái bí quyết đúng rồi bí quyết cái đó là sai lầm dạ. Còn ba là có một sự mạnh mẽ và quyết tâm. Quay lại hoặc là có bầu lần thứ hai đúng không, thì chị sẽ không để bản thân mình tăng cân đến như vậy. Không, bây giờ mình phải khôn hơn chứ. Thì nếu như vậy thì cái bí quyết chị nghĩ là nếu lần thứ hai mình sanh em bé thì mình sẽ chọn cho mình một cái chế độ dinh dưỡng, phương pháp như thế nào? Chị có một người bạn đó, chị vừa mới sanh con xong thì chị chỉ lên có 6kg thôi mà em bé 3kg mấy luôn. Chị đã ăn thêm một cái chế độ là của bác sĩ phụ sản dành riêng cho chị luôn, là em ăn cái gì, em uống cái gì, em làm như thế nào. Chị có tập trong lúc có bầu được. Hồi đó mình cứ kiểu là mình sợ, đúng không? Rồi, mà cái sợ. Cách đây khoảng 7-8 năm đó, đi tập gym có bầu được như bị điên ấy, không ai cho phép đâu. Xong rồi chị đã tập yoga, chị cũng không thể nào mà ở không được, chị phải tập yoga. Nhưng mà yoga cũng chỉ những động tác hất tay hất chân như một trò chơi thôi, chứ nó không có tác dụng gì hết. Còn bây giờ người ta có những cái chế độ rất là tuyệt vời dành cho bầu luôn. Họ sẽ cho em ăn uống như thế nào nha, rồi em tập như thế nào, em đi bộ bao nhiêu, em tạ cũng thể nâng được luôn. Họ sẽ cho mình một cái chương trình để mình có thể kiểm soát được cân nặng của mình, và mình sinh con ra là mình bình thường, không có nhìn khác biệt, không có suy nhê gì hết, không lên 100g nào hết đó. Là chị chắc chắn là chị bầu là chị sẽ theo cái đó. Còn những cái ví dụ như không có điều kiện mà theo những cái chương trình của bác sĩ take care, chăm sóc từng chút một chút vậy một người gì đó, thì mình có rất là nhiều cái kênh mà để tham khảo của, em biết mấy người mẹ Nhật không? Mẹ Nhật á, người ta cũng chỉ lên 8.5-9kg thôi là bác sĩ cho phép maximum là như thế. Thì ở trên YouTube nè hay là Google nó có rất là nhiều phương pháp của những người Nhật để họ làm sao để họ giữ được cái cân nặng của họ trong quá trình mang thai mà không có để béo phì đó. Thì mình có thể theo được mà. Thôi dễ lắm. Dạ, mình vẫn phải bảo đảm cái chế độ dinh dưỡng cho baby của mình. Mình vẫn phải đi check coi là con mình lên ký đúng giai đoạn hay không. Như hồi xưa là 2 tháng phải bao nhiêu ký, 3 tháng bao nhiêu ký đúng không? Thì là mình phải đi kiểm tra. Xong rồi ví dụ bác sĩ nói là con đang thiếu cân hay con đang dư cân gì đó, thì mình phải bổ sung những thứ để vô con mình. Còn mình hay bị không ăn vô mẹ không à? Đúng rồi, hơn là em tăng ba mấy... Em con tắm. Hơn là em tăng mấy chục ký mà con em sinh ra trộm phía cũng 3 ký mấy. Chứ mà con sinh ra 2 ký mấy hay là con lắm, mắc cỡ lắm chị, thật sự mắc cỡ lắm. Rồi sau cái đợt mà chị bị đau bao tử, bắt đầu chị chữa trị nó lành rồi, thì đó cũng là một trong những cái tác động khiến mình giảm cân được một chút. Không, đau tử sẽ mập hơn đó. Em đói liên tục luôn. Ăn xong rồi bị lên cân lại. Thì sau đó cái chế độ dinh dưỡng của chị nó thay đổi như thế nào? Chị có một cái jelly thạch của Hàn Quốc nó dày. Thì một gói thạch nó to thế này luôn. Em uống một gói vô là em sẽ rất là no. Mà nó chỉ có 2 calorie một bịch thôi. 2 thôi. Đó là cái thực phẩm ít
calorie nhất mà có thể tiêu được thị trường hiện nay. Một ngày chị khoảng 3 gói đó là chị không có vô một miếng calorie trong người chị hết. Và tối chiều mang tối với chồng. Tại vì ông chồng chị ông rất là coi trọng cái bữa ăn tối. Chị, em hỏi tương lai xa hơn, chị có muốn tiếp tục duy trì cái chế độ ăn như hiện tại của chị không? Khổ lắm trời ơi. Không sung sướng gì đâu em ơi. Ở ngoài kia nó có 100.000 thứ ngon lành, thơm yeah. tho, hấp dẫn. Thí dụ mà bạn bè chị mà mập á, chị có kêu họ giảm cân giống chị không? Không, mà cái phương pháp giống chị không? Không ai làm được đâu. Tại sao Thảo không chia sẻ cái cách Thảo giảm cân một cách công khai, một cách public hơn, một cách để nhiều người người ta theo hơn, người ta học hỏi hơn? Thì chị luôn nói rằng không được, không được, cách giảm cân Thảo sai trái lắm. Đừng làm theo, bạn hãy yeah. giảm làm sao đó mà tinh thần bạn vui vẻ, sức khỏe của bạn cũng không bị ảnh hưởng, chứ đừng như Thảo. Mọi người tốt nhất là cũng nên lựa một cái chế độ ăn uống phù hợp với bản thân mình, với lại là đừng có nhìn ăn quá, nhìn sẽ béo tử đó. Tại vì chị vẫn không muốn xuống nữa đó. Yeah. Cho nên chị cũng cố là phải tập nè rồi ăn ít thật nhất có thể để yeah. mình xuống thêm. Chị tư vấn cho ai để giảm cân á thì chị sẽ hay khuyên các bạn nên đi check cái body của mình. Coi là mình sẽ đốt bao nhiêu calorie mỗi một ngày, tại vì mỗi người sẽ đốt khác nhau. Bạn không thể nào mà coi Google hay search là bao nhiêu ký, bao nhiêu chiều cao mà đốt được đâu, tại vì cái chế độ dinh dưỡng của cái cơ thể, cái ADN của mình nó sẽ đốt khác nhau lắm. Kể cả người mình nóng hay lạnh nó cũng đốt khác nhau nữa, tim mình đập nhanh hay chậm nó cũng đốt khác nhau, cho nên là phải đi kiểm tra xem là bản thân mình đốt bao nhiêu calorie một ngày. Ví dụ mình đốt 150 thì mình chỉ nên nạp dưới 150 thôi. Và mình phải tập thể dục để đốt thêm ra nữa thì mình mới có thể giảm cân được. Tôi đã sinh em bé thứ hai được gần 1 năm và tôi cảm thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi hơn so với sinh em bé đầu tiên. Tôi cảm thấy sức lực để tập thể dục cũng giảm hẳn và việc duy trì vóc dáng cũng khó khăn hơn trước. Da không đàn hồi tốt, trở nên khó săn chắc. Cơ thể có thể giảm cân nhưng lại khó fit lại được như trước khi sinh em bé thứ hai, nên tôi không thể mặc lại những chiếc đầm như trước kia nữa. Các bạn có bí quyết nào khiến cơ thể trở nên thon gọn lại để mặc những chiếc đầm body không? Có hai hướng để nói. Bây giờ mình nói một cái hướng rất là bài bản, kiểu như ở ngoài xã hội nói đó. Kiểu như là bạn đừng có lo lắng như thế, tại vì mới có 1 năm thôi. Ví dụ như đứa con đầu tiên mình mất khoảng chừng 2-4 tháng để hồi trở về cơ thể bình thường, thì đứa thứ hai mình sẽ mất 48 tháng và đứa thứ ba mình sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tại vì sao? Chúng ta già đi mỗi ngày mà, chúng ta đâu có trẻ khỏe nữa đâu. Đó, đừng có hy vọng rằng là mình sẽ vẫn như thế. Mình không có như thế được đâu. Mình chịu khó mất thời gian một chút xíu, nhưng mà rồi bạn sẽ được trở lại mặc cái bộ body cũ chẳng hạn. Cứ thong thả mà chờ, đừng ép mình quá. Tại vì khi mà stress, phụ nữ mà stress sẽ già hơn nhiều lắm. Có thể là cái sự mà nói là da dẻ nó không có được đẹp nữa, nó không có săn chắc nữa, đó là do mình đang stress quá, chứ không phải là do mình sinh con thứ hai. Còn mà trả lời theo cách của chị á, ok, của chị mà nhấn mạnh gương mặt rất là đanh đá em, cách của chị đó. Của rồi. Chị là ok, đứa thứ nhất bao nhiêu tuổi rồi? Đứa thứ nhất mà 5 tuổi rồi thì đã 5 năm rồi, đã không còn trẻ nữa, già rồi. Đòi sao mặc đầm trẻ được? Chụp cái đầm đi, mua đầm mới dùm. Hãy chấp nhận rằng là đứa đầu tiên là 5 năm trước rồi chẳng hạn, hoặc là 2 năm trước rồi chẳng hạn, và đứa hai là sao? Chúng ta đã thêm 2 năm nữa rồi. Và con người lão hóa từng giây một đó, mình lão hóa từng giây một, mình sẽ phải già đi, mình không thể nào đòi hỏi được. Đừng bao giờ nhìn về quá khứ và nghĩ rằng tại sao tôi lại như thế này, quá khứ tôi như thế kia mà hiện tại tôi như thế này là tại sao vậy, tôi bị thất bại chỗ nào, tôi bị sai lầm chỗ nào, tại sao tôi lại không bằng hồi xưa của tôi. Trời đất ơi, không được. Giá trị của người phụ nữ nó sẽ không nằm trên cái đầm body đâu. Nó sẽ nằm ở nhiều thứ lắm, và khi mình càng có tuổi thì mình phải dùng những thứ khác để thể hiện chuyện đó. Hy vọng là bạn sẽ lắng nghe cái lời chia sẻ của chị Thảo và làm nhiệm được, miễn cho cuộc sống của mình nó vui và bản thân mình tốt đẹp hơn. Không phải chỉ là cái việc bề ngoài không nữa, mà nó là từ ở bên trong tâm hồn bạn nhé. Rồi đến cái câu chuyện thứ hai, em chào mọi người, em là người ăn chay trường cũng được hơn 10 năm nay rồi. Wow. Và khi có bầu em cũng duy trì chế độ ăn chay lành mạnh, trộm vía em không bị dư mỡ, khi có bầu cũng vừa phặn, nên lúc em 8 tháng thì bụng trông có như 5 tháng thôi. Em không biết là có ai trong trường hợp như em không, ai cũng bảo rằng em ăn chay giữ vóc dáng sẽ thiếu dinh dưỡng cho con. Em không biết liệu có ảnh hưởng gì khi sinh em bé không ạ? Không, chị nghĩ không ảnh hưởng đâu. Trên thế giới có rất nhiều người, hàng triệu người họ ăn chay trường mà vẫn thành công rất là tốt, và con rất là thông minh, rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời mà. Tại vì protein thì nó có trong động vật, có thực vật, em có thể dùng thực vật để thay thế được chuyện đó mà. Ăn chay là một cái khoa học. Bà bầu mà ăn chay trường 100% là không vấn đề gì đâu. Và nó, chị thấy là nó good với em còn gì nữa. Quan trọng là gì? Đi gặp bác sĩ đi. Bác sĩ sẽ check coi em bé đủ cân hay không, em bé thiếu bao nhiêu gram, rồi em bé như thế nào. Thì mình càng khỏe thoáng, mình bớt lo lắng, bớt hỏi hay những cái chuyện, đừng có hoang mang quá. Thật ra là khám bác sĩ rất là tốt, biết sao không? Mang cái tờ giấy đó về, xong rồi đưa cho bố mẹ ông bà coi. Tại người già họ hay sợ, người già kiểu như là nó có bầu rồi sao nó chẳng thấy bụng nó to gì hết, em bé trông có to không? Có rất là nhiều kiểu ăn chay trường khác nhau. Đa phần mọi người cứ nghĩ ăn chay nó dễ lắm. Chị nghĩ vậy đó. Dạ, thật ra là ăn chay là một trong những cái
thời gian đầu rất khó nha. Thật ra những cái món đồ chay ở ngoài á, đa phần á, nó toàn tinh bột không à. Và nó hoàn toàn không có bất kỳ một cái giá trị dinh dưỡng nào hết. Nên khi ăn chay các bạn phải thay thế tất cả mọi thứ bằng gì thực vật. Bạn sẽ nạp vitamin, khoáng chất từ rau xanh. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ nạp những cái protein khác từ đậu. Đậu rất tốt, tại sao người ta thường hay bảo là em bé phải ăn đậu và bầu phải uống ngũ cốc kiểu như vậy. Hy vọng là bạn sẽ thoải mái tinh thần và nhớ là phải check bác sĩ hàng tháng định kỳ. Đúng rồi, cái đó quan trọng. Cái đó quan trọng nhất. Dạ, cảm ơn chị Thảo đã đến với căn nhà của em ngày hôm nay và mang lại một cái nguồn năng lượng rất là vui vẻ, rất là tự tin, thoải mái. Và cái nguồn năng lượng của chị nó truyền qua cho em luôn á. Dạ, nên là em cảm thấy là em sẽ phải mạnh mẽ và lúc nào em cũng phải tự tin là mình đẹp, đẹp, đẹp giống chị Thảo. Em rất là đẹp, em nó còn phải tự tin nữa đó, em cứ đúng gì có là được rồi. Sau khi Thảo chia sẻ xong thì Thảo hay nói là thôi đừng làm giống như Thảo, tốt nhất là bạn phải xem thử cơ thể của mình đó, nó đang nói cái gì, lắng nghe cơ thể của mình. Đôi khi ADN mọi người khác nhau mà, đôi khi có thể là gen nha bạn, là bạn phải hơi dư cân một xíu với người khác, nhưng mà sao mình yêu cái cơ thể của mình và mình làm sao đó cho mình khỏe mạnh nhất, làm sao đó cho mình tốt nhất là được, mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình hài lòng là được, đừng có lo lắng người ta nói gì hết đó. Đó rồi tự nhiên mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, tự nhiên mình sẽ đẹp ra, không sao hết. Em rất là cảm ơn chị đã dành thời gian đến với ngôi nhà tôi mới của em để mà chia sẻ những câu chuyện của mình. Và hy vọng là các bạn ngoài kia sẽ tìm thấy cho mình một cái nguồn động lực, một cái tinh thần lạc quan, vui vẻ yêu đời. Vì biết đâu từ những tinh thần đó bạn sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Bởi vì cái nhu cầu làm đẹp là một nhu cầu của tất cả mọi người, ai cũng muốn mình đẹp hơn. Nhưng đẹp như thế nào và như thế nào đẹp đó là tùy vào quan điểm của mỗi người. Và chương trình tới đây thì cũng đã hết rồi. Nếu các bạn yêu thích chương trình tôi mới thì hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube CGV Cinema Việt Nam để đón chờ những câu chuyện thú vị tiếp theo của những khách mời khác nhé. Còn bây giờ thì Nhật Hạ và chị Như Thảo xin chào và hẹn gặp lại.